Sau khi ban tổ chức đưa giải nhì phong trào ra thì đội Nguyễn Tiến Tuấn của đội 2 thi đấu thành công ở nhà số 5 xin đứng lên giữ giải. Mời đội Tiến Tuấn và giới thay trang phục và các giải nhì của các đội lên đi một vòng để trình toàn thể nhân dân khán giả và cách thức các hàng đồ đã có lòng vào tham gia đua tài với mình trong chương trình phá giải 2 giải phong trào. Đây là giải phong trào địa phương, giải phong trào do đội Nguyễn Tiến Tuấn của đội 2. Hiện nay ban tổ chức đưa ra các cơ cấu giải như sau, đặc biệt là giải phong trào của cho thanh niên địa phương là có 3 giải, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba. Hiện nay một giải ba đã được phá xong, còn giải nhất và giải nhì. Giải nhì hiện nay Nguyễn Tiến Tuấn đội 2 xin giữ. Mời các hạng đo đã tập lèo thật trương được ban tổ chức đăng ký để vào phá giải nhì với đội 1. Hiện nay giải nhì trị giá $7 triệu và hiện vật là một tủ lạnh Samsung và 1 triệu tiền mặt. Báo đây là chương trình thi đấu hiện nay ở nhà 23 sau khi văn viên của đội 2
thì văn viên của các quý chị theo 12 đô, văn viên và văn viên hòa sở theo đô. Thì các bộ phận không? Hiện nay thời gian có hạn, các hạng đô đã bảo đăng ký với ban tổ chức khẩn trương thay trang phục để tham gia thi đấu buổi luôn. Bởi lẽ thời gian của buổi chiều hôm nay còn rất ngắn, chỉ còn một buổi chiều mai nữa rồi. Hiện nay cơ cấu giải thưởng vẫn còn gần như thế, mới chỉ phá được một giải ba giải phong trào buổi chiều. Đây một lần nữa xin mời các đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên của các bạn, đặc biệt là các em vận động viên đã dành thời gian để tham gia thi đấu khẩn trương. Đây là hạng ba cho văn viên của đội hai đứng đầu nhà và văn viên chúng ta là hai đô phần trước ngoại lần thứ hai. Chúng tôi đang đề nghị các hạng đô lại để góp vui với một số tinh thần khẩn trương nhiệt tình còn đây người ta và người thân nào đem tay xanh để cho hạng đô chúng tôi biết là nếu đem tay đỏ thì hạng đô đứng đầu nhà và nếu như thân nào đem tay xanh để chúng tôi biết hạng đô nào. Như vậy là bây giờ văn viên của đội hai người mạnh dạn đăng ký rồi nhỉ, chưa vật đã rời ra và ngoài mái ok. Vâng, nếu chiều theo luật vật dân tộc toàn quốc đã đăng ký danh sách đăng ký mà gọi 3 lần không nên tham gia thi đấu sẽ chốt quyền thi đấu và thua. Nên đặc biệt là vẫn ở hội làng thì ban tổ chức vẫn có cái linh động là nếu như đã đăng ký nhưng một vì một lý do nào đó không tham gia thi đấu được, chúng tôi vẫn cho trận đó hoãn lại. Và các đăng ký đăng tôi vào là thứ ba, nếu không thì chúng tôi đường quỷ ra đây và đường lại cho đồ khác. Thế nên là phải nói với tinh thần thi đấu có mùi chúng tôi từ các quế hoài đức tuy là rất nhỏ mà thôi, thế nhưng mà vẫn ra lên với tinh thần thi đấu rất là sẵn sàng có mùi với địa phương rất nhiệt tình và trên chúng tôi là bộ mặt rất là cảm kích đến các hàng đầu của sản phương của các sơ như các quế hoài đức, Lâm Sơn, Phúc Thọ, Đồng Quang, Quốc Oai, Phùng Xá, Phúc Đắc, rồi các câu lạc bộ còn Hà Nội, câu lạc bộ còn Đòn cũng có rất nhiều các anh tài chúng ta về đây có vui. Vì thế cho nên là ở địa phương chúng ta với phong trào của địa phương và với tinh thần truyền thống của địa phương chúng ta, các Hà Nội rất là Hà Nội địa phương đã đăng ký là thi đấu luôn. Như vậy là chúng tôi mời là thứ ba văn viên, mời đô văn viên chúng tôi là nhiều quyền cho đô khác, nếu có đô nào đăng ký chúng tôi cho anh theo ngay. Hôm nay ở đài 22 đô hữu dũng của đài 2 đang đứng đầu nhà, nếu như hữu dũng đang đứng đầu nhà mà chưa có người theo có lẽ nếu như hữu dũng cần thì theo luôn tăng thêm của các thầy đức chúng tôi cũng bố trí cho luôn. Các đội hai đăng ký mà gọi, chúng tôi còn mời các